Cháu Dương xin chào các bác và tất cả cô chú anh chị ạ. Chúc cô bác anh chị có một ngày mới vui vẻ. Ngày hôm nay thì con có một phần quà đây các bác ạ. Đấy, mẹ anh Long Ngự lên cho anh Long Đệ nhờ em Quân ma vào cho cháu Dương các bác ạ. Thì vợ thì em Quân cũng vừa ma vào đến đây. Đây là phần quà của mẹ anh Long Ngự từ giữa quận Bà Lê các bác ạ. Thì ngày hôm nay thì vợ chồng cháu Dìa sẽ di chuyển nón lên sông Chảo lên trên nhà của cháu Dìa các bác ạ. Vợ cháu Dìa thì có người về đi cắt cỏ về này. Đấy, ăn cá con đi sao? Cá chi nè. Tì lòng này miệng chị chưa? Lên lậu, đi ăn ngay. Tà đi lò cha, cò một sọ có chưa? Tao tao nịnh hoa dạy dựa à. Ê lúc cả lúc dựa ào. Dựa ào hoa nịnh hoa nịnh khá ai đang mân tao. Tiếu tí xíu rồi, bộ nè. Chị hoa nịnh mân tao tí xíu nè. Vợ đàn lấy cọ lên cho bò ăn. Thì xong thì vợ sẽ đi xuống dưới này các bác ạ. Để chịa cái kiệt này. Đi chịa cái kiệt và chạo này. Bắt đũa lên xe nhà các bác ạ. Dừa thì ở trước thì cháu gì không có kem dừa lên trên xe kia rồi. Đó, cháu gì sẽ đi lấy đất rồi các bác ạ. Lấy đất để lướt trên cái bé lọt đấy, để gia đình có thể mà ở nấu ăn. Đấy. Bên trong cái bé lọt thì lát bột đá xi ma ấy. Thì sợi sau này thì nó nóng, nó rất là nhanh nứt ấy. Thì cháu Dìa sẽ lấy đất để lót trong cái bếp lò thôi các bác ạ. Cái dây điện này chắc phải treo lên đấy nhỉ, không để xuống dưới đất như này được đâu. Mấy cái dây điện này phải buộc cao lên nữa.
xong chị nhặt mấy cái viên gạch này bỏ ra ngoài. Con ní nè. Cho tao tập kê cho ní. Dép của anh đâu? Dạ. Dép của anh ấy. Dánh hết đất rồi. Dánh hết đất rồi và... Đi dép vào chứ. Thì nó nhiều đinh lắm ấy. Đinh hộp trước là anh nhổ đinh. Thì đinh nào thì anh cũng nhả hết vào trong cái thần xanh. Các con đông. Các bác ạ, ở đây thì là cái dây địa ấy. Dây địa thì ở bên bà Tùng trước đi qua che cái máy tô đằng sau ấy thì máy tô nó sắt quá thì cháu Diên và anh Long tháo cái dây to bên nhà bà Tùng để vòng ra đằng sau nhà cháu Diên ấy. Thì ở đây thì ở bên nhà bà Tùng thì cũng dùng dây điện tại đây ấy. Chưa mua dây điện vào để nó lên nhà Long bé để sang bên nhà bà Tùng thì ông bà cũng dùng tạ đây. Nếu mà có thời gian thì phải đi ra chợ để mua về để nối cái dây to cho ông bà các bác ạ. Dây bây giờ chắc phải cho lên cao ấy. Con thớt lên thế này rất là nguy hiểm. Ngày hôm nay các bác ạ, mở cái phần quà quả vặt đi ra thì hả? Không có cả ổ cá này. Đấy. Cháu Diên sẽ dòng là cái dây này cá để dựa vào trong nhà bếp để xả đủ sáng để gia đình có thể nấu cơ ăn.
từ đó cái dây buộc lên che hết đã. Dài đây, con sao trên này vừa rồi. Lúc từ kì mà cho hô, lúc từ xía mà cho hô nè mà. Thank you.
cho chuyên gia mà. Có chỉ tờ giò cho chuyên gia cả. Tụi mơ thích không? Thích không? Nhìn gì nhỉ? Chị nghe tổ mốc. Tổ mốc đó là gì? Hả? Tổ mốc là có thể. Mấy tổ mốc là tay. Cái tay. Chó mua cho hồ đó. Con nì là mà. Chó. Ông mua cho mò cho hồ. Đi mình chỉ giật thiệt thì lúc nay. Là chị có đi là. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tao ở đâu mà. Ơi chết đi thôi. Rồi chết. Các bác cũng buổi tối ngày hôm nay thì cháu Dìa, vợ chồng cháu Dìa cũng có di chuyển rồi, nó lên thông chậu lên trên này rồi, vợ cháu Dìa thì cũng có náo cơ xong các bác ạ. Đấy, vợ cháu Dìa cũng sẽ bị mấy đây phải gọi là mẹ anh Long Ngự đây các bác ạ. Đấy, trên này này, trên này cũng có thịt lợn này. Đấy, có cả nấm, có cả nấm nữa các bác ạ. Mẹ anh Long thì cũng rất là tốt đấy, cũng rất là thưa vợ chồng là cháu Dìa và cả các con vợ cháu Dìa nữa đấy, liên hệ cho gia đình cháu Dìa này thì cũng được, cũng được con bác các anh chị mình đến quân gửi tiền hỗ trợ xây được cái căn nhà thì mấy hôm trước thì cũng được cô bác bảo là sao gia đình lại không chịu lên trên này ở. Đấy, thì buổi tối ngày hôm nay các bác ạ thì cũng có di chuyển lên trên này rồi. Thế thì cháu Dìa cũng trước thì cháu Dìa cũng có mời thầy cũng vào cống ấy, thì cháu Dìa phải chọn cái ngày đẹp để lên trên này. Thế tối nay là một ngày đẹp các bác ạ. Đấy, các kho thì cũng tập trung ở đấy, tập trong đầy đủ rồi, mê mân rồi. Đấy. Nó rõ ạ. Mà có các con thì chú vào trong ấy mới lọt các bác ạ. Rõ này, rõ này. Này rõ đây. Rõ đấy. Các bác ạ, ở đây xô ở đây thì là cũng là mẹ anh Long Ngự Lê các bác ạ. Đây. Vợ cháu Dìa thì đang chuẩn bị lấy mấy cái thiền nhỏ các bác dựng lên đấy cho các con này. Đây cho các em nhé. Mày bao đủ chưa? Chào chị tao. Hả? Đủ chưa? Hả? À chưa đủ à. Cho mẹ đi. À, hãy thả rau à. Từ nhá, chờ bố mẹ. Hmm.
Tụi mau sao lại vượt rồi tụi ba? Hả? Lạnh quá à? Hả? Từ đó. Đây đây. Lấy cái cho chơi đi. Để bố lấy cho chợ này. Dùng này. Mắc cạn bữa cơ ngày hôm nay thì cũng là mẹ Long á cho thằng chật chờ rồi nó dạ nó tốt sao vậy ô rộng ăn nĩa à? À có mẹ nữa à có chưa được má mở đâu mâm có xuân giờ đây này đây tụi mau mà các bác ạ, hiện tại vợ chồng cháu Diêu với các kho thì có không ngò và mân ngọc cho là anh cũng có sơ cơ và các em rồi thì bữa cơ ngày hôm nay vợ chồng cháu Diêu là chị cả dầu ngụm này còn bên sông Trọng đây trên này thì cũng có mẹ anh Long này đấy có cả xô này thịt này nấm này cháu riêng cũng xin gửi lời cảm ơn đến mẹ anh Long rất là nhiều. Tối nay thì gia đình đã chịu cả việc như thế này để gia đình náo ăn trên này các bác ạ. Bên trong thì cái bếp lò thì cháu riêng cũng lại vợ chồng cháu riêng cũng xin gửi lời lấy đất về đất bên trong nước các bác ạ. Cơ thể mở các bác nhé, xong các bà nhé. Đây. Đưa tay vào nhé. Ok. Chị dặn đi. 1, 2, 3. Cháu mời các ông, các bà, các bác, các cô, các chú. Các anh, các chị. Các anh, các chị. Ăn cơm cùng gia đình chúng cháu. Cùng gia đình chúng cháu. Cô mời bố mẹ này. Cô mời bố mẹ ăn cơm. Mời Bát Long nữa. Mời Bát Long ăn cơm. Chú cháu mời Bát Long ăn cơm. Cháu mời Bát Long ăn cơm. Cảm ơn cơ của mẹ Bát Long. Gia đình ăn cơ nhá. Xin mời các bác tặng lòng nữa phòng gia đình. Buổi tối ngày hôm nay thì vợ chồng cháu riêng cũng di chuyển lên trên này rồi. Đấy. Đó, xem ở cái thành trên này thì mình sẽ không chạy thì cũng di chuyển lên trên này. Ở cái bếp lò thì hôm trước thì anh ăn thợ cũng có đất lửa trên này mưa không bị giọt nữa chắc. Nó mỏ à? Gia đình ăn cơ nhỉ? Một lần nữa thì cháu Diêu xin gửi lời cảm ơn đến ông bà có ba anh chị mình thần cua rất là nhiều đã gửi phần tiền để cho gia đình cháu Diêu này xây được một cái căn nhà rất là to rất là rộng này đấy bếp thì làn duyên đấy còn nhà thì hiện tay cháu Diêu đang chị các bác ạ đấy, gia đình thì đang cơ ở bên nhà bếp đấy còn ngày hôm nay thì nó nên thông chậu thì gia đình cũng có di chuyển lên trên này các bác ạ. Đấy, cái bếp lò thì ở trên này này. Đấy, gia đình cũng có náo ăn trên này rồi các bác ạ. Cảm ơn các bác chị rất là nhiều. Chúc các bác chị luôn có một cái sức khỏe dồi dào ạ. Mời các bác dùng bữa cùng ở gia đình. Ngày hôm nay thì vợ cháu Diệp thì cũng đi gác họ về.
thì cháu dì cũng ngày nào cũng ở nhà để dọn dẹp xung quanh nhà cửa các bác ạ. Cháu dì cũng cảm ơn mẹ của anh Long rất là nhiều. Đấy. No rồi, ăn đi, các con ăn đi. Còn con rau gạch cậy các bác ạ. Ăn no hơn đi mà, gì đấy. Cá chép à? Nè ha, rất là ngon các bác ạ. Đây hành nấm này. Nó nhẹ nào? Nó nhẹ nào? Các bác ạ, từ cái hôm dưới khung nhà của cháu Duyên ra thì cháu Duyên ngày nào cũng ở nhà để xem anh thợ phụ cơm nước cho anh thợ ấy. Vợ cháu Duyên thì cũng ngày nào cũng đi cắt cỏ, cháu Duyên cũng phải xin phép các bác để mời vợ đấy. Đây nè, tầm chết rồi không nó nhanh nhanh nào. Chuẩn bị ra tìm có xì bố nhá. Chợ hôm nay thì bố cháu Diêu với chú Thông thì lại có việc rồi các bác ạ. Chỗ này để bắt đầu chuẩn bị lạc cơ tết đấy. Chọc đấy cho xin bố nhé, hãy nhớ nhé. Lúc bố không ở ấy, có khách vào có là các chú là các anh ấy, vào thì các con cũng phải nhớ chào nhé, nhớ chưa? Các con nhớ chưa? Đấy, có khách vào phải chào đàng hoàng nhé, nhớ chưa? Nhớ. Nhớ. Hô to vào, nhớ chưa? Nhớ. Đấy, phải nhớ nhé, có khách vào phải chào nhé, bố bảo này. Có quà của các ông các bà này, các bác các chú nhá, gửi lên thì đấy, của gia đình thì, bố bóc ra thì các con mới được chia nhau ra ăn nhá. Đấy. Đấy. Các con nhớ chưa? Nhớ nhá. Đấy. Có lúc này bố đi làm đấy, bố mẹ đi làm này. Thì cái đấy thì quả các ông các bà này gửi cho hạt sói, các con được có bóc ra nhé, nhớ chưa? Nhớ nhớ nhá, phải nhớ lời bố già, nhớ chưa? Chở nô dung, nhớ chưa? Tổ Mạo, nhớ chưa? Nhớ. Đấy, lúc nào các bác gửi cho các con thì các con được mới được phép bóc ra để chia nhau ăn nhé. Các bác thông cảm ạ, cháu kia cũng phải bỏ gió các con đấy. Mấy hôm trước thì cũng có được cô bác gửi quần lên thì vợ chồng cũng hay đi làm đấy. Không ở nhà thì các con cũng bóc ra ấy, bên trong có bánh kẹo rồi, cũng có lấy cái mấy gói bánh kẹo bên trong ăn trước rồi thì cháu riêng xin phép các bác ạ. Đấy, vậy bảo các con lại lần sau không làm thế nữa nhỏ gì nhỏ. Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Lần sau không được làm thế nhá. Dạ. Đấy, còn các bác thì gửi cho với gia đình mình thì cũng được các bác thương quý gửi rất là nhiều quả áo này, bánh kẹo này. Lần sau không được làm thế nhé. Dạ. Nhớ chưa? Nhớ. Nhớ chưa? Nhớ. Đấy, phải nhớ nhá. Lần sau không được làm thế nhé. Đây. Nó này hay lắm này. Đây, tụi má. Hả? Nó là. Nó. Dạ. Đấy. Dạ. Thế nào? Thế là no rồi.
nó nỏ hả? Nó nỏ nóng, mình chơi táo. Mà bé nó nỏ lắm. Nè. Đi nhé nè. Ừ? Ăn ăn liền đi. Bác ạ, hiện tại thì gia đình nhà cháu Dìa cũng dòng bữa tối xong rồi. Ngày hôm nay thì cũng duy trì nó lên xong chậu lên trên này các bác ạ. Giường ngủ thì cũng chị lên trên này rồi. Nhưng nó giống như trước để các bác theo gió này. Đây, các con thì cũng tập trung ở trên này này. Đấy. Các con thì cũng tập trung ở trên này rồi. Tối nay thì sẽ ngủ trên này các bác ạ. Rồi náo am thì tối nay cũng náo trên này am. Ngày mai hoặc là ngày kia thì cũng chuyện lên trên này thì cũng náo trên này am các bác ạ. Nên quay phi thì cũng bây giờ ấy, thời tiết ở trên phòng cao thì cũng đang sơn mù này. Quay phi còn quay về chợ huyện để về nó là việc của anh Long còn để ở trên sự video để làm video nữa các bác ạ. Thì rất là mong các bác thông cảm này. Rồi cũng có nhiều rồi các bác ạ, sao vợ chồng cháu Dìa sao lật đuổi máy này, sao lại không di chuyển lên trên này ở. Thì vợ chồng cháu Dìa thì còn có lúc lời máy cũng phải chọn ngày đẹp các bác ạ. Và di chuyển lên trên này cũng phải chọn ngày đẹp. Thì cũng rất là mong các bác thông cảm cho vợ chồng cháu Dìa. Đấy, tố, ngày hôm nay thì các con có ngon lên trên này đầy đủ để ngủ trên này các bác ạ. Hiện tại thì thời lượng video cũng tương đối dài rồi. Cháu Di An xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào các bác và tất cả cô chú em chị đã luôn yên thương vợ chồng là cháu Di ạ. Xin chào các bác ạ.